Wendy òa khóc quyết định cùng Mạnh Quỳnh sẽ đưa tro cốt mẹ về Việt Nam ngay khi vừa thấy điều này. Những ngày qua, Wendy Phạm con gái Phi Nhung đã phải chịu áp lực rất lớn từ phía khán giả. Khi có cả ngàn người khuyên con đừng rải tro cốt xuống biển, Mạnh Quỳnh cũng nhận được nhiều lời khẩn cầu tương tự. Mong anh hãy thuyết phục con gái Phi Nhung, hãy đưa tro cốt về chùa Pháp Lạc. Mặc dù đang trong thời gian suy nghĩ, còn đắn đo, nhưng ngay khi vừa thấy những hình ảnh này, Wendy đã òa khóc và lập tức quyết định sẽ cùng chú Mạnh Quỳnh đưa Phi Nhung về Việt Nam. Bởi vì sau khi xem những hình ảnh này, Wendy đã hiểu được tình cảm mà mọi người dành cho mẹ của cô là quá lớn lao. Xin mời quý vị cùng xem. Lấy ghế cho anh ngồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.